vững cốt phình da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thủy Nguyên xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu về những biến chứng của thoái hóa cột sống và hơn hết là chúng ta sẽ có được những cái phương pháp, những kiến thức để chăm sóc và điều trị đúng căn bệnh thoái hóa cột sống này. Và chương trình cũng đã mời đến phòng thu vị khách mời ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên trưởng khoa Tim Thận Khớp Nội Tiết, nguyên Phó Giám đốc Quân y viện 103. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Đình Ngạn đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Kính chào các quý vị thính giả, xin chào MC. Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt Xương Chắc Hơn Cơ Thể Khỏe Hơn của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ tới Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Quý vị thính giả thân mến, thoái hóa cột sống là quá trình lão hóa mang tính chất quy luật của tổ chức xương sụn cũng như là các tế bào và tổ chức ở khớp cũng như là quanh khớp. Đây là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh lý về xương khớp. Nó có liên quan chặt chẽ tới tuổi tác và là nguyên nhân chính gây ra các cái triệu chứng như là đau hay là mất khả năng vận động, làm suy giảm chất lượng cuộc sống của những người cao tuổi. Vì vậy mà việc có kiến thức về bệnh và biết cách dự phòng sớm sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa cũng như làm chậm được quá trình thoái hóa, giúp duy trì một hệ xương khỏe mạnh và lâu dài. Vâng, thưa bác sĩ Trần Đình Ngạn ạ, thoái hóa cột sống chúng ta nên được hiểu đúng là như thế nào và những cái vùng nào của cột sống thì sẽ dễ bị thoái hóa nhất ạ? Vâng, trước khi nói về cái câu chuyện là thoái hóa cột sống là gì, thì trước hết là tôi cũng nói vài lời về thế nào là cái cột sống của chúng ta nó có gì. Thì cái cột sống của chúng ta nó có 24 cái đốt sống rời. Đấy, tức là gồm có 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực và lưng và 5 cái đốt sống thắt lưng. Thì đấy là những cái đốt sống nó rời ra được, có thể đặt rời ra rồi đặt xếp vào với nhau được. Thì đấy là các cái đốt sống rời. Thế và nó còn 5 cái đốt sống cùng là cái đốt sống nó dính với nhau thành một cái mảng. Đấy, 5 đốt sống cùng. Và từ 4 đến 6 đốt sống cụt tùy từng người. Thì nó cũng tiếp ngay sau đốt sống cùng, đó là đốt sống cụt, là nó cũng dính với nhau thành từng mảng. Vâng. Thế như vậy tức là cái cấu trúc cột sống của chúng ta nó gồm có độ khoảng từ 33 đến 35 cái đốt sống toàn bộ. Nhưng mà các cái thoái hóa thì chỉ thường hay gặp. Đấy, tôi muốn nói như thế, nó rời. Thế như vậy thì giữa các đốt sống rời nó dính với nhau, trừ cái đốt sống cổ một thì nó dính với cái xương chẩm, cái chẩm ra, thì các cái đốt sống khác nó gắn được với nhau bởi giữa nó là có một cái lớp người ta gọi là sụn. Dạ vâng. Cái lớp ấy gọi là trong cái lớp sụn đấy thì lại có cái nhân đĩa đệm. Đấy, có cái nhân của đĩa đệm. Thế và những các cái tổ chức bao sơ lại quanh nó, rồi những các cái tổ chức dây chằng và cái cột cơ giữ chặt đi nó, kết nó thành một cái hình, một cái chữ S, nó có mấy cái chỗ lồi ra, là cái lồi ra về phía trước là lồi ra ở cổ và lưng và thắt lưng. Thế còn ra sau là cái cùng cụt và ngực thì nó lấy ra sau. Vâng. Thế thì thế nào là cái thoái hóa? Thế nào là thoái hóa cột sống? Đấy, thì tôi muốn nói là thoái hóa cột sống nói chung là như thế. Thì thoái hóa là cái gì? Thì thoái hóa là một cái quá trình mà nó loạn dưỡng mãn tính. Đấy. Ở các cái tổ chức, trước hết là tổ chức sụn. Vâng. Thế sau đó rồi là đến các cái dây chằng. Đấy, các cái collagen, các sợi dây chằng. Thế rồi các cái cột cơ, và đặc biệt là những các cái tổn thương của những các cái viền quanh của cái đốt sống ấy, những cái xương viền quanh của sống ấy, và từ đấy thì nó mọc ra những các cái gai xương. Dạ vâng. Thế có thể nói là thoái hóa cột sống là một cái tình trạng bệnh lý mãn tính mà do rối loạn về dinh dưỡng. Đấy, tại các cái cột sống ấy. Dạ vâng. Mà bắt đầu thì bằng các cái tổn thương sụn, bởi vì cái nơi ấy là cái nơi nó cung cấp máu để nuôi dưỡng toàn bộ cái thấm máu ra, nó như là cái giấy như là một cái bột bọt biển ấy, máu ở đấy nó thấm nó ra những các cái nơi để nó nuôi dưỡng cái hệ thống giữa cơn cơ rồi dây chằng. Dạ vâng. Đấy, thế thì có thể nói đây là một cái tình trạng bệnh lý mãn tính mà nó gây nên cái tổn thương ở cái vùng sụn, ở cái vùng các cái sợi, các cái tổ chức liên kết, các cái sợi, các cái màng lưới bao bọc, rồi những các cái dây chằng và các cột cơ ở cạnh những các cái lưng
và cột sống. Dạ vâng, thoái hóa cột sống sẽ là cái sự tổn thương ở những cái vị trí khác nhau ở các cái đốt sống, và chúng ta dân gian thì vẫn hay nói là gai cột sống nữa, thì đây cũng là một trong những cái biểu hiện của thoái hóa cột sống, có đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ Trần Đình Ngạn, thế còn nguyên nhân nào gây ra thoái hóa cột sống ạ? Có phải là chỉ là do cái yếu tố tuổi tác cũng như là cái quá trình mà chúng ta thoái hóa tự nhiên hay không ạ? Hay còn những cái nguyên nhân nào khác ạ? Thế thì trước hết là tôi xin nói cái vế thứ hai của câu thứ nhất MC, thì cho nên những cái vùng nào của cuộc sống thì dễ bị thoái hóa. Thì thứ nhất đấy là những các cái vùng chúng ta biết rằng là cái cuộc sống tuy như thế nhưng nó chịu một cái lực rất là ghê gớm. Bây giờ ví dụ như là cái cuộc sống cổ thì thường thường nó chịu cái áp lực độ khoảng 7,5 mà kg trên 1 cm. Thế mà cái cột sống lưng và cột sống thắt lưng ấy, mà khi nó bê một cái vật nặng độ 20 cân, đấy, nó rời di rời một cái vật nặng cân, thì nó là phải có một cái áp lực nặng tới 200 kg trên 1 cm vuông. Thế thì chúng ta, cái này ta dễ hiểu thôi. Ví dụ như cái đòn bẩy mà nó càng xa thì nó muốn bẩy được cái này lên thì cái trọng lượng cái đuôi của cái quả cân nó càng nhiều vừa phải, nhưng nó vẫn cân được cái quả cân lớn. Thế nhưng mà cái khi mà ta bê cái vật đấy nó chỉ di rộng xung quanh người ta thôi, chứ không ai ra khỏi cái cánh tay của ta được, tức là nó rất là gần. Thế với cái 20 cân đấy thì nó phải có một cái lực gồng lên để nó cân, nó kéo nhấc bọc lên được, thì nó phải sức nặng áp lực tới là gân cơ rồi tất cả những cái, nó tạo nên cái áp lực đến 200 kg trên 1 cm. Thế tôi muốn nói như thế để ngoài cái chức năng bảo vệ thì cái chức năng di động các cái chân này của nó rất là ghê gớm. Đấy, chính đó cho nên tôi muốn nói để chúng ta đi đến cái chỗ là chỗ nào nó hay bị, thì thường thường chúng ta biết là những các chỗ như đốt sống cổ, nhất là từ chỗ C5 C6, cái vòng của đốt sống cổ nó tiếp xúc với lại cái cột sống lưng đấy, thì đấy là một cái chỗ mà rất hay bị. Cái chỗ mà bị nữa là cái chỗ cột sống thắt lưng với lại cái đốt sống cùng, gọi là L5 và S1, đấy là cái vùng ấy, là cái vùng mà hay bị thoái hóa. Thế thì đấy là những cái tại sao như vậy, là vì đến những các chỗ cong ấy, những chỗ uốn ấy là cái chỗ chịu lực của cơ thể nhiều nhất. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về nguyên nhân đúng không thế ạ? Thế còn là nguyên nhân thì chúng ta biết rằng đấy, như chúng ta tôi vừa mới nói cái sự cái áp lực tác động trên cái cột sống nó như thế, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta phải kể đến về bao trùm lên ấy, thì như là MC đã nói và đã nói trên cái phần trên, đây là một cái quá không ai trường sinh bất lão được. Tất cả các cái cơ quan, các cái tổ chức thì nó đều đến cái tuổi nào đấy thì nó đều lão hóa. Đấy là một cái quá trình lão hóa, rối loạn dinh dưỡng, lại rối loạn dinh dưỡng do lão hóa cái tổ chức. Mà cái quá trình lão hóa ấy thì nó đi rất sâu vào những cái vấn đề như gốc tự do, như vấn đề về nuôi dưỡng, những các cái chất vi chất, rồi các sinh tố, rồi là những các lượng protein cần thiết. Đấy. Mình có hấp thu được không, mình có chuyển hóa được không? Thì đấy là một trong cái nguyên nhân thứ nhất mà nó bao trùm lên. Thế nhưng mà trực tiếp thì đấy lại là cái nguyên nhân tôi vừa mới nói là các nguyên nhân sang chấn. Đấy, cái nguyên nhân thì chúng ta bị sang chấn, bị chịu lực một cái rất là áp lực nặng nếu chúng ta không đúng tư thế. Dạ vâng. Hoặc là chúng ta làm những các cái việc nó ở trong một cái, nó làm việc ở trong một cái môi trường mà cái tư thế bắt buộc. Vâng. Ví dụ như ngồi lái xe này, suốt ngày này, nhá, ở một tư thế bắt buộc này, ngồi ngửa cổ đọc máy tính suốt ngày, đây là những các cái tư thế bắt buộc để nó chịu lên một cái, đẩy lên một cái áp lực rất mạnh lên cái vùng mà cái đốt sống nó bị tổn thương, nó bị chịu áp lực. Và từ cái khi mà bị cái sang chấn như thế thì nó sẽ dẫn đến các cái tổn thương các cái dây chằng, các cột cơ, và nó tổn thương cái vùng sụn ở đấy. Thế đấy cũng là một cái nó dẫn đến cái vùng thoái hóa. Thế rồi cái mà các yếu tố về nội tiết. Đấy, ví dụ như là người phụ nữ mà mãn kinh chẳng hạn, thì giờ estrogen nó không được tiết ra, thì như vậy tức là nó cũng là một cái nguyên cơ thúc đẩy dẫn đến tổn thương cột cơ dây chằng và các cái lưới, những cái bao bọc cái phần thân của đốt sống. Thế rồi là những các cái bệnh lý của tuyến giáp. Đấy, bệnh lý của tuyến giáp, rồi bệnh lý của tuyến cận giáp, như các cái parahormone nó tiết ra nhiều quá, nó lấy xương, nó lấy canxi trong xương ra thì nó làm cho cái xương mềm yếu đi. Chẳng những nó là cái nguyên nhân của cái loãng xương đã đành, nhưng mà chính nó cũng làm cái tổn thương trực tiếp đến các cái khớp của xương. Thế rồi những cái nguyên nhân của tuyến giáp, những người bị suy dưỡng giáp hoặc cường dưỡng giáp cũng có thể bị. Thế rồi bệnh lý của tuyến thượng thận. Đấy, ví dụ những cái người bệnh nhân mà bị bệnh lý của thượng thận, ví như suy chức năng tuyến thận hoặc cường chức năng tuyến thận, nhưng mà đặc biệt là những người mà lại dùng hormone của nó để điều trị một cái bệnh khác. Dạ vâng. Ví dụ những người bị suy thận, những người bị viêm khớp đấy, mà dùng cái corticoid kéo dài đấy, thì cũng là một cái nguyên nhân làm cho cái xương nó yếu đi, và đấy cũng là một cái nguyên cớ để làm cho nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thoái hóa.
Dạ vâng. Thế có thể nói là nó cũng nhiều cái nguyên nhân như thế. Thế rồi còn nguyên nhân do cái bệnh lý của cột sống. Đấy, ví dụ không may anh bị một cái lao cột sống chẳng hạn, thì anh chữa cái bệnh lao cột sống ấy thì cũng dễ để dẫn đến cái tình trạng là một cái nơi cái đốt sống nó bị tổn thương, và cũng đấy là cũng là một cái nguyên cớ để nó dẫn đến thoái hóa. Thế rồi còn ngoài ra thì chúng ta còn thấy những các cái bệnh bẩm sinh, những các cái bệnh mà không may một cái người số người bị tàn tật, như là bị thọt chân chẳng hạn, đi nó lệch vẹo đấy, từ bé, tức là cái cột sống nó luôn luôn nó không được ở giữ cái tư thế bình thường, lệch vẹo đi lại nó không đúng theo cái tư thế của nó, thì nó cũng dẫn đến cái tổn thương, từ đó nó dẫn đến tổn thương, rồi lại từ cái tổn thương lại dẫn đến các biến chứng khác. Vâng ạ, đúng là các bệnh lý nó đều có liên quan đến nhau cả. Vâng, khi mà chúng ta điều trị bệnh A chẳng hạn thì sẽ có những cái tác dụng phụ và sẽ sinh ra những cái bệnh B chẳng hạn. Vâng, vì thế chúng ta vẫn nói với nhau là tốt nhất là hãy để cho mình thật là khỏe mạnh và đừng có mắc bệnh nào cả, đúng không ạ? Sẽ hạn chế được rất là nhiều. Ngoài ra thì thoái hóa cột sống, quý vị cũng vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn có nói về các cái nguyên nhân khác nữa, như là tuổi tác hay vấn đề lao động nặng, thì có lẽ đây là những cái yếu tố, ví dụ như lao động nặng chẳng hạn, chúng ta cũng có thể can thiệp tác động, có những cái biện pháp cải thiện để làm chậm quá trình thoái hóa, đúng không ạ? Ngoài ra thì với những cái nguyên nhân kể trên đây thì chúng ta có thể can thiệp vào những yếu tố nào khác ạ để làm chậm cái quá trình thoái hóa, thưa bác sĩ? Vâng, thứ nhất là chúng ta biết rồi, thực ra mà nói thì những cái diễn biến tự nhiên nó là như vậy, thế nhưng mà không phải ai cũng sẽ bị thoái hóa đấy. Thế tại sao lại có những người không bị thoái hóa? Là bởi vì cũng sẽ tìm ra những cái biện pháp để ta kéo dài cái giai đoạn nó bị lão hóa đi đấy. Mà muốn kéo dài được giai đoạn lão hóa thì chúng ta phải có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, như tôi nói, tức là ta ăn uống tốt, ví dụ như là đầy đủ các cái lượng như là canxi, magie, boron, rồi là sinh tố K, sinh tố D. Đấy, ví dụ như thế đấy nhá. Thế rồi đầy đủ các cái chất protein cần thiết đấy, để nó tạo nên những các cái chất tạo keo, nó các cái protein cần thiết để nó tạo nên những các cái vật chất của cái cơ khớp của mình. Thế rồi là những các cái sinh tố cần thiết, thế rồi lối sống. Đấy, ví dụ những người mà uống rượu nhiều thì cũng làm cho cái xương nó xốp lên, rồi các cái dây chằng cột cơ nó cũng bị tổn thương nhé. Thế rồi những người mà hút thuốc lá đấy, thế và đặc biệt là những người có cái thói quen rèn luyện hàng ngày, đấy, tập thể dục hàng ngày thì cũng là những biện pháp rất tốt, bởi vì chúng ta biết rằng là các cái mạch máu thì nó lưu thông vào trong mạch máu, thế nhưng mà ở những các cái đầu sụn khớp ấy, vâng, thì lại cái mạch máu nó lại từ cái sụn khớp nó dẫn đến những cái xung quanh ấy. Đấy, vâng. Thế nếu mà chúng ta vận động nhiều thì cũng chính là một cái hình thức mà chúng ta tạo nên đấy, hợp lý đấy, tạo nên một cái dinh dưỡng máu đưa đến đấy nhiều. Vâng. Và chính như thế thì cái người bị được lao động tốt đúng mức thôi, chứ tất nhiên cái gì nó quá là không được, nhưng mà vâng, đúng mức tập luyện tốt thì cũng là cái nơi mà nó chống lại cái quá trình thiếu dưỡng ở những các cái khớp. Đấy, dạ vâng, thiếu dưỡng ở đốt sống thì nó cũng là kéo dài được cái thời gian mà là cái nguyên cớ chính của cái thoái hóa, dạ vâng, của ạ, xương khớp. Thế thì đấy là, thế tóm lại là gì, chúng ta có thể nắm được các cái quy luật để mà kéo dài được, chống lại cái quá trình lão hóa bằng cái việc là chúng ta có dinh dưỡng tốt, chúng ta có cái lao động và có cái tập luyện thể dục thể thao tốt, chúng ta có cái chống lại những các cái thói, những cái tật không tốt như là uống rượu hoặc là hút thuốc lá. Dạ vâng. Thì như thế tức là cũng là những biện pháp tốt, nhưng mà thật ra mà nói thì ngoài những cái câu chuyện ra thì đến khi tuổi tác cũng không ai khắc phục được. Ví dụ như còn trẻ thì chúng ta thể ăn được tôm, được cua, được cá, được ốc thì chúng ta đưa được cái lượng canxi vào cơ thể ta. Tôi nói ví dụ thế. Dạ. Chúng ta ăn được rất nhiều rau xanh thì chúng ta đưa được cái lượng vitamin, mà đặc biệt là vitamin K, nó có nhiều trong rau xanh. Tôi nói ví dụ thế. Thế đến khi ta già rồi đâu có ăn được nhiều nữa. Đấy. Thì lúc ấy chúng ta lại phải cần đến một số những các, bây giờ khoa học nó tiến bộ, nó sẽ là cung cấp một số những các cái chất mà có các cái vi lượng ấy, có cái vi chất ấy nó giúp cho chúng ta khắc phục. Đấy, thì cái việc thứ nhất là chúng ta có thể khắc phục được bằng chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, bằng tập luyện thể dục thể thao, có thể bằng tu dưỡng, làm sao để có một cái lối sống, một lối sinh hoạt nó hợp lý lành mạnh. Dạ vâng ạ. Không nghiện thuốc lá, không bia, và chúng ta có cái sự can thiệp giúp đỡ của, hỗ trợ của những các cái chất vi lượng, của những các cái thực phẩm chức năng hoặc của những thuốc, dạ để vâng, chúng ta kéo dài được cái sự bền vững của cái xương của chúng ta. Dạ vâng. Và như vậy chúng ta làm tốt cái việc ấy thì chúng ta cũng đề phòng được cái việc
thoái hóa các cái đốt sống, mà đặc biệt đốt sống lưng. Dạ vâng. Nếu như mà trước đây thì khi mà bước sang cái độ tuổi 50-60 chẳng hạn, thì mọi người mới nghĩ tới cái việc là mình có thể có nguy cơ bị thoái hóa cột sống. Thế nhưng mà bây giờ thoái hóa cột sống nó cũng gặp rất là nhiều ở những người trẻ tuổi 20-30, ngoài 40 thôi là cũng rất là nhiều người rồi. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn, chúng ta có những cái dấu hiệu gì để biết được là đây là cảnh báo của thoái hóa cột sống rồi và nên đi kiểm tra một chút cho chắc chắn ạ? Vâng. Thực tế ra tất cả các nước tiên tiến cũng như thế thôi. Tức là các nước mà nền kinh tế người ta phát triển nhiều đấy, thì cũng đến, thông thường mà nói thì cái biện pháp mà rất sống hoàn toàn bình thường, tức là không có cảm nhận rằng mình có cái đau xương lỗ cốt gì cả. Thế nhưng mà cái người 70 tuổi trở lên thì đã chụp phim thì ít nhất là có một cái nơi có gai xương là đã có rồi. Thế như vậy tức là nói tóm lại câu là cái thoái hóa cột sống ấy nó cũng không phải là dễ dàng mà tự nhiên mà chúng ta phát hiện ra được nếu chúng ta không đi khám. Đấy. Chỉ có 10 đến 20% cái số người mà có cái thoái hóa cột sống mới có cái biểu hiện bức bách. Là vì mình có đau đớn hoặc mình vận động nó khó khăn, thì lúc đấy mình người ta mới tìm đến bác sĩ để người ta tìm ra cái chẩn đoán. Dạ, vâng. Thế vậy cho nên tốt nhất thì tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta thấy tất cả các cái cơ quan, tất cả các cái nhà máy người ta đều thế. Tức là khi tuyển dụng hoặc là trong cái quá trình làm việc với người ta thì bao giờ hàng năm người ta cũng có cái kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mà tôi thấy là cái tuyển dụng định kỳ là rất tốt. Đấy là cái tiến bộ rất tốt của cái ngành y tế để nó quản lý sức khỏe. Thế thì tôi đấy cũng là những cái biện pháp rất tốt để người ta giúp đỡ chúng ta phát hiện rất là sớm từ khi còn ít tuổi. Thế còn cũng có một số người đấy, tôi ví dụ nằm trong cái 10 đến 20% ấy, dạ vâng, thì những cái dấu hiệu đầu tiên là cái gì, là những các cái đau mỏi ở trong đốt sống này, ngồi lâu thì thấy nhức mỏi khó chịu này, thế rồi giảm sút cái sức lao động. Đấy. Tức là không, trước đây người ta chạy nhảy thì rất là dễ dàng, bây giờ chạy nhảy thì bị hạn chế không được này. Vâng. Ngày xưa thì xách nặng vác, mang vác nặng thì được, bây giờ thì không mang vác nặng được này. Thì tất cả những cái cơ hoặc là cái tư thế đi lại, ngồi đứng, thì tất cả những cái đó nó có liên quan đến báo hiệu cho mình biết rằng mình phải cần đi tầm soát xem mình có bị thoái hóa cột sống hay không. Dạ vâng ạ, cái con số 10 đến 20% thôi các bệnh nhân thoái hóa cột sống có biểu hiện sớm như là đau mỏi cột sống hay là giảm sút trong lao động vận động hoặc là ngồi lâu thì sẽ cảm thấy nhức mỏi vân vân. Thế nhưng mà cái con số bệnh nhân mà có những cái biểu hiện sớm như vậy thì nó lại vô cùng là ít ỏi và chúng ta chỉ có thể phát hiện khi mà đi thăm khám kiểm tra định kỳ hoặc là khi mà bệnh nó cũng đã bước sang những cái giai đoạn nó tiến triển nặng hơn rồi. Vậy thưa bác sĩ ạ, thoái hóa cột sống không được phát hiện sớm nó có thể dẫn tới những cái biến chứng gì khác và cũng khá là nguy hiểm mà chúng ta cần phải cảnh giác ạ? Chúng ta biết rằng là cái cột sống của chúng ta đấy thì nó đóng một cái vai trò hết sức quan trọng ở cái chỗ nó bảo vệ, nó như một cái áo giáp ấy, nó bảo vệ tất cả các cơ quan ở trong lồng ngực của chúng ta, tim, phổi, gan, ổ bụng của chúng ta, dạ dày, gan lách, đấy, tất cả cái đó là nó như cái vai trò của cột sống nó hết sức quan trọng như thế. Chưa kể đến nó là uyển chuyển, nó nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, ưỡn ra trước, lùi ra sau được. Nó giúp chúng ta thuận tiện trong công tác lao động và sinh hoạt trong cuộc sống. Có thể nói rằng cái vai trò của cuộc sống nó rất là quan trọng đối với con người chúng ta. Được. Thế bây giờ nếu không may chúng ta để nó bệnh tật, nó thoái hóa chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái khi mà nó thoái hóa thì nó không thoái hóa đồng đều trong cột sống, đấy nó nguy ở cái chỗ ấy. Tức là bốn phía của cái cột sống, các cái dây chằng cột cơ, nhưng có khi nó chỉ một bên này nó bị tổn thương thôi, còn cái bên kia thì nó vẫn giữ được cái sự, thế cho nó tạo nên sự mất cân bằng. Mất cân bằng trong cơ thể chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta làm việc thì chóng mệt mỏi này nhá, rồi những các cái động tác làm việc thì nó không chuẩn xác ấy. Đấy thì như thế thì nó ảnh hưởng đến công việc, thì đấy là một cái việc là đấy. Cái thứ hai tức là cái mà đáng ngại nhất là cái để nó thoát vị cái đĩa đệm, bởi vì cái đĩa đệm nó nằm ở giữa hai cái đốt sống như thế này, thế nhưng mà cái dây bao quanh của nó là những các cái sợi collagen, những các dây chằng cột cơ ấy, nhưng không may nó thoái hóa, nó lại thoái hóa ở một cái góc này, nó không thoái hóa góc kia, tức là mất cân bằng. Thế thì có không cần phải bê nặng đâu, anh chỉ cần xách một cái cặp anh đi lên xe ô tô hoặc bước xuống xe ô tô, anh sai tư thế một cái thì nó cũng đã làm cho cái cột sợi cái đĩa đệm nó vượt ra khỏi không đúng trong cái vị trí nó nằm nữa. Đấy, đại bộ phận nó đang ở trong cái tình trạng ấy, người ta gọi là cái trường hợp thoát vị trong bao đấy, những thoát vị trong bao nó đau lắm đấy, nhưng không may những người nào đã bị như thế là đau, rất là đau đớn, đau nhói nhá, và từ cái đau nhói ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta đấy, cứ dở dời hay là làm sai được tí mà chúng ta điều trị nó đỡ rồi, nhưng sau đó không may thì lại cái chỗ yếu ấy nó lại bị, thấy chưa, nó lại trượt ra. Thế đây, đây là cái nhẹ nhất là cái thoát vị trong bao của cái đĩa đệm. Vâng. Thế còn cái nặng hơn là cái gì,
cái nặng hơn là nó trượt ra khỏi mà nó gây chẹt vào đấy, nó làm tổn thương các cái hệ thần kinh ở dưới rễ thần kinh đấy. Từ tôi tổn thương thần kinh này thì nó dẫn đến cái gì? Nó dẫn đến teo cơ này nhá. Đấy, nó teo cơ và đồng thời các cái vận động của cơ ở dưới nó, thậm chí có những người nếu càng xuống thấp thì có khi còn rối loạn cả. Ví dụ những các cái đốt sống của L5S1, của các đốt sống cùng thì nó bị tổn thương, nó còn dẫn đến những rối loạn các dây thần kinh thực vật, như là gây nên bí tiểu tiện, không tiểu tiện được này, hoặc là không đại tiện được đấy, phải nằm liệt đấy, không đi được bằng chân nữa, nó tê rồi nó teo chân đi không đi được nữa, thì đấy là những cái biến chứng xấu nhất. Thế nhưng mà còn ngoài ra thì cũng còn những biến chứng, ví dụ như là ta vẹo cuộc sống đấy, mất cái tư thế đẹp của con người, và nhớ lên nữa thì là gù đấy, rất nhiều những các cái bà còng mà bây giờ chúng ta thấy càng ngày cái số người này nó càng đỡ ở đất nước chúng ta đi, là vì chúng ta có được cái y học tiến bộ, chúng ta có được cái dinh dưỡng tốt, thì giờ số người còng dạp lưng xuống không thấy xuất hiện nữa, ít xuất hiện. Đấy, thì như vậy tức là những biến chứng của cái, nếu mà chúng ta không điều trị sớm thì nó sẽ biến chứng đến, thứ nhất là cái vận động của chúng ta, công tác lao động của chúng ta, nó biến chứng đến biến đổi cái cột sống của chúng ta, nhưng nó thành gù vẹo, và nặng hơn nữa là nó thoát vị đấy, mà từ cái thoát vị đấy kéo theo những các cái liệt nửa người, từ cái liệt nửa người không vận động được, mất sức lao động, lại kéo theo cái chuyện là viêm đường tiết niệu, viêm phổi, có thể chết vì những các bệnh này. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ và thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng những cái biến chứng của thoái hóa cột sống nó đáng ngại đến như vậy. Thế nhưng cái biểu hiện ở giai đoạn sớm thì gần như lại không có, và tốt nhất là chúng ta nên có được cho mình những cái phương pháp dự phòng, can thiệp từ sớm vào những cái yếu tố để làm chậm quá trình thoái hóa cột sống, thì đây là cái lựa chọn tối ưu hàng đầu rồi. Khi nãy thì bác sĩ có nói là chúng ta có thể can thiệp bằng những cái yếu tố như là chế độ ăn uống này, hoặc là tập luyện này, và sinh hoạt một cách rất là khoa học nữa, thì nó cũng sẽ hạn chế được phần nào cái quá trình thoái hóa cột sống nó có thể diễn ra. Và ngoài ra thì thưa bác sĩ ạ, không phải là chỉ có những người cao tuổi thì mới gọi là ăn ít đâu ạ, và thậm chí là ăn nhưng mà cũng không hấp thu được nữa, cái khả năng hấp thu nó cũng kém, mà ngay cả những người trẻ tuổi bây giờ cũng vậy. Rất là nhiều người ăn kiêng này, thậm chí là cũng ngại ăn này, việc ăn uống nó hấp thu nó cũng kém, khiến cho nếu như chúng ta chỉ bổ sung những cái yếu tố dinh dưỡng thông qua thực phẩm thôi thì là không đủ. Vậy thì nên chăng chúng ta nên sử dụng những cái thành tựu của y học hiện đại đúng không ạ, và chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết để giảm thoái hóa cột sống cổ, ngăn ngừa các cái biến chứng hiệu quả thông qua những cái bài thuốc, những cái thực phẩm chức năng, mà bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho các thính giả được không ạ? Vâng, hiện nay thì chúng ta cũng đang có một cái chủ trương là cũng sẽ làm thay đổi cái hình dạng, cái dáng mạo, cái hình hài của con người Việt Nam. Tức là chúng ta cũng sẽ không lâu nữa thì cái cơ con người Việt Nam cũng sẽ có cái chiều cao ngang tầm với các nước ở trên thế giới. Dạ vâng. Thế như thế tức là chúng ta đã đang có những các cái chương trình quan tâm đến săn sóc sức khỏe từ khi còn là mẫu giáo, thậm chí ngay từ khi đang còn ở trong bụng mẹ. Tức là người ta đã chú ý đến cho cái người mẹ uống Sinto D, uống canxi, vân vân, để nó tạo thành một cái khung xương tốt cho đứa trẻ con ngay khi nó mới ra đời. Và cho nó khi nó lớn lên thì hàng tùy từng lứa tuổi người ta sẽ có những các cái bổ sung các cái chất vi lượng và các dưỡng chất cần thiết. Đấy, chúng ta thấy rằng nếu các bạn thấy trong đời sống hàng ngày chúng ta có những uống vitamin D cho trẻ con ở những các cái nhà trẻ đấy, chương trình ghi trên các cái bảng mà tôi đi thấy các cái xóm ngõ tôi vẫn thấy có. Vâng. Đấy, cái điều đó là chúng ta đã bắt đầu, cái nền y tế của chúng ta đã bắt đầu nó ưu việt hơn trước đây rất nhiều rồi, nó bắt đầu săn sóc đến con người ngay từ khi nó mới trong bụng mẹ nó cho đến khi nó đang ở cái tuổi học đường. Thế vậy thì bây giờ ngoài thị trường nó có rất nhiều những các cái chất đấy, ngoài về tổ chức thì đã như vậy rồi, nhưng mà về bản thân mỗi người được giáo dục về không hút thuốc lá này, không uống rượu này, ăn uống đủ dưỡng chất này. Thế và nếu trong trường hợp như là các vị ăn kiêng, như nhất là các cô sợ nó béo phì thì không dám ăn rồi, thì có khi tự mình lại làm nên nó được cái không béo thì lại mất một số các cái dưỡng chất cần thiết khác, thì người ta có thể bổ sung. Ví dụ ngoài thị trường giờ, trước đây người ta chỉ hay bán Sinto C hay là canxi không nhá, thế thì bây giờ người ta không phải như thế nữa rồi, vì người ta thấy là cái canxi chỉ đưa vào cơ thể không, nó không thể làm chuyển hóa hết được thành cấu trúc cho xương được, cho nên bây giờ người ta một cái giai đoạn ta canxi với Sinto D đi với nhau. Đấy, canxi Sinto C, canxi C, canxi D, thì bây giờ người ta lại có cả những các cái canxi đi cùng với Sinto K mà trong cái phân nhóm mà K7 nữa. Đấy, thế thì như vậy tức là người ta đã chú ý đến những các yếu tố vi lượng nó, và những các cái con đường để nó dẫn đến từ cái canxi nó hấp thu
qua cái ruột nó hấp thu nó vào vào máu rồi nó đi đến cái chỗ mà nó cần thiết phải cung cấp canxi. Cho nên ở ngoài thị trường đã có những các cái thuốc hoặc là có những các cái chất dinh dưỡng mà trong đó nó có canxi là quan trọng, bởi vì canxi nó chiếm đến trong cơ thể của chúng ta cái lượng canxi trên 90% cái lượng canxi nó nằm trong xương. Đấy, nằm trong xương. Thế cho nên là cái việc cung cấp canxi. Thế nhưng mà nếu như chúng ta hiểu ngày xưa, từ xưa đấy là cái câu chuyện quá cũ rồi, chỉ nghĩ đến đưa canxi vào cơ thể thì không đủ đâu nhá. Bởi vì nước ta cũng có phải đâu là một cái nước thiếu canxi, tôm, cua, ốc, thịt đều cũng có canxi cả. Phải đưa được sinh tố D vào cơ thể đấy. Phải có sinh tố K đấy. Và đối với chị em phụ nữ đã mãn kinh lại phải có estrogen bồi bổ sung vào. Dạ vâng. Và như vậy tức là phải hoàn chỉnh để cho nó bảo vệ, làm cho cái xương của chúng ta vững chắc, làm cho khớp chúng ta tốt, để dự phòng được cái chuyện là thoái hóa. Thế các cái sản phẩm ngoài thị trường thì nhiều, ví dụ như là tôi cũng vẫn hay nói, tức là một cái sản phẩm mà nó đang tài trợ cho chúng ta trong cái buổi phát thanh hôm nay đấy, tức là mà cái vững cốt Vinza MK7. Vâng. Đấy là rất đầy đủ đấy nhá, vẫn rất đầy đủ cho cái công việc để dự phòng cái loãng xương và cái thoái hóa. Dạ vâng. Đấy, nó đầy đủ. Thì trong đó nó có canxi ở dưới dạng nano này. Thì cần liều thấp thôi, liều 500mg thôi. Vâng. Thì mà nó hấp thu được hết, dễ hấp thu này, không táo bón này. Thế rồi nó có vitamin D này nhá. Mà vitamin D rất quan trọng. Bởi vì chúng ta, hiện nay chúng ta đang có một cái tật mà tôi đang lo lắng này. Là chị em phụ nữ là ra ngoài khỏi đường là bịt kín mặt này. Thế rồi là từ chân cho đến đầu rồi mà vào trong phòng làm việc cái đóng chặt cửa này, sống bằng điều hòa nhiệt độ này. Thế đến tối mịt đi ra khỏi đường, tức là suốt cả ngày không có một tí ánh nắng nào nó chiếu vào người. Như vậy tức là cái rời ban chúng ta được hưởng thụ cái canxi tự mình, cái sinh tố D tự mình sản xuất ra thì lại không được làm. Vậy cho nên phải có sinh tố D được đưa vào. Và cái nhờ có sinh tố D ấy thì cái canxi mới qua được thành ruột được hấp thu nhá. Thế rồi như thế cũng chưa đủ. Đến bây giờ người ta thấy rằng cái vai trò của sinh tố K, mà đặc biệt là nhóm K2 của cái phân nhóm MK7 thì nó có nhiều trong rau xanh đấy, nhất là rau cải xanh thì rất nhiều. Thế nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất cần phải ăn nhiều rau xanh vào. Thế nhưng mà nếu những người mà không ăn được thì buộc lòng chúng ta phải đưa các chất vi lượng vào. Dạ, trong vâng, đó nó nằm ở trong cái vững cốt vi dài nó có MK7 dạ, trong vâng. Đó rồi thế rồi nó có boron, có đồng, có kẽm. Tại sao lại có những các thứ này? Cái thứ này rất quan trọng cho cái sự bền vững của xương. Nó làm cho cái collagen nó vững chắc và nó tăng cường, kích thích cái cơ quan của trong tủy xương, nó tiết ra các cái chất tạo cốt bào. Đấy, và cái chất tạo cốt bào nó đủ, nhất lúc còn ít tuổi thì rất cần thiết để nó tạo nên các cái xương mới. Nó bù đắp cho những các xương mà bị tổn thương. Thế thì có thể nói rằng là hiện nay thì chúng ta, tôi đã nói từ đầu đấy, trong chính sách y tế của chúng ta, một cái đường lối từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi tuổi trẻ cho đến khi chúng ta già thì đều có những biện pháp để chúng ta làm cho cái xương chúng ta tốt lên. Dạ vâng. Và riêng hôm nay thì cái trọng điểm ngày hôm nay nói đến cái chuyện thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống là nó hay gặp ở cái tuổi từ 35 tuổi trở lên, tức là bắt đầu cái tuổi hủy xương là chính rồi đấy. Thì chúng tôi nghĩ là ngoài cái việc như tôi đã nói, tức là ăn uống cho nó đủ rau xanh, cho nó đủ các chất dinh dưỡng, cho cái sinh tố D, rồi tập luyện, không hút thuốc lá, không uống rượu, thì chúng ta có một cái biện pháp rất là tốt. Nếu mà những người nào đã cảm thấy rằng mình có cái nguy cơ đây, là bị tổn thương khớp đây, thì nên đi khám và chỉ cần chụp một cái phim thôi. Vâng. Mà cái người 65 tuổi trở lên mà đã chụp phim thì bất kỳ ở đâu cũng có thể gặp được một cái nơi đã có cái gai xương nó mọc lại. Dạ vâng. Tức là đã có thể rất có là phổ biến hóa. Rồi phổ biến rồi. Vâng. Và như thế thì chúng ta có thể bổ sung thêm ngoài cái việc tôi đã nói trên thì có thể một cái sản phẩm là vững cốt Vinza MK7, đây là giúp cho chúng ta cứ ngày 2 viên thôi nha, sáng 1 viên, trưa 1 viên, uống trước ăn 30 phút với 1 cốc nước, thì như thế chúng ta đã đủ những lượng cần thiết để chúng ta làm cho cái xương chúng ta vững chắc. Dạ vâng, bác sĩ vừa mới giải thích rõ cái vai trò của canxi, của D3 cũng như là MK7 trong việc là điều trị thoái hóa đốt sống cổ và thậm chí là dự phòng loãng xương cũng như là dự phòng thoái hóa nữa. Và tất cả những cái dưỡng chất này chúng ta có thể tìm thấy ở trong vững cốt của Vinza. Ngoài ra thì với những cái nguyên nhân hoặc là bác sĩ cũng có giải thích về cái cơ chế của thoái hóa cột sống thì nó còn có cái yếu tố tức là thoái hóa sụn khớp nữa và các cái tổ chức xung quanh xương khớp nữa nó cũng có thể bị thoái hóa đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể ngăn ngừa những cái biến chứng bằng những cái cách nào, cụ thể là tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh bằng những cái dưỡng chất nào và tìm thấy ở đâu ạ?
Vâng, thế thì tôi nói lúc ấy là nói đến cái dự phòng cái thoái hóa là chính. Vâng. Thế còn bây giờ điều trị nó, vâng, đấy, phải chữa nó đấy, thì không phải chỉ có thế nhá. Ngoài cái việc cái đó là căn bản ra rồi, thì đau thì ta phải uống thuốc giảm đau, đấy là cái điều tất nhiên nhá. Phải uống thuốc các giảm đau, mà các giảm đau thông thường thôi nhá, những cái thông thường. Đây, hiện nay ở ngoài thị trường thì nó rất nhiều các cái loại thuốc giảm đau nhá. Ví dụ như là có thể ví dụ như là paracetamol này, thì ngoài thị trường nó rất nhiều các biệt dược. Vâng. Nhá, với cái liều nhỏ thôi thì chúng ta uống vào là cũng có thể hết đau. Thì nó dưới cái biệt dược mà rất hay dùng mà rất tốt đấy, ít độc cho gan đấy, là efferengen. Đấy. Thế đau hơn nữa thì người ta dùng efferencodin, đấy là những cái thuốc giảm đau. Thế nhưng ở dưới tình trạng mà như tôi đã nói nó tổn thương nặng quá, nó đau nhiều lắm, thì người ta lại dùng các thuốc chống viêm không steroid, tức là cái thuốc chống viêm ví dụ như là người ta có thể dùng piroxicam này, đấy, cái này rất hay dùng đấy, 7,5 mg, hoặc là diclofenac này, đấy, ví dụ thế, vâng ạ, celecoxib này, đấy, cái loại 7,5 mg. Hay loại 200 mg, thì tất cả những thuốc giảm đau là rất cần thiết cho khi mà chúng ta có đau cuộc sống. Thế rồi ta phải dùng các thuốc làm mềm cái cơ của chúng ta ra này. Bởi khi đau ở đâu thì chúng ta thường các cái cơ quanh nó cứng nhá. Thế thì ta phải uống các thuốc mềm cơ này nhá. Thế và chúng ta có thể dùng massage nhẹ, rồi chườm những các lá ngải vân vân. Người ta rất nhiều các biện pháp dân gian. Thì chính cái đó là nhằm mục đích để tăng cái tuần hoàn ở đấy và làm mềm cái cơ ở đấy, tăng cái dinh dưỡng lên. Thì đấy là những các biện pháp tổng thể. Tóm lại là phải đầy đủ các cái thuốc giảm đau, mềm cơ và tăng cái tuần hoàn. Thế bây giờ bên cạnh đấy thì đau nó lại chèn vào dễ thần kinh, nó đau thần kinh rất nhiều, thì chúng ta là phải dùng những các cái thuốc, ví dụ như mà ở ngoài thị trường người ta cũng đã có, và người ta ấy ví dụ như là collagen thì chúng ta phải dùng ginkgo, ta dùng chondroitin đấy, dùng glucosamine, nhé. Thế rồi chúng ta muốn cho nó tăng cường cái hoạt huyết lên, ta dùng ginkgo biloba. Thế tăng cái tính dẫn truyền thần kinh đỡ đau thì chúng ta có thể dùng vitamin tiền nhóm B1, B6 và B12. Đặc biệt là B1, bởi vì cái tiền B1 này nó có tác dụng gấp 10 lần so với vitamin B1. Dạ vâng. Liều lượng tương. Rất tốt để cho những các cái tê bì, này, những các cái đau nhức này của cái người bị thoái hóa thì dùng cái này cũng là rất tốt. Thế rồi người ta có thể dùng các cái thuốc để nó tăng chống cái gốc tự do như tôi muốn nói đấy, như dùng blueberry đấy là một cái, hoặc là ginkgo biloba, thì cái này nó có trong một cái, cũng có trong một cái sản phẩm đấy, ví dụ như trong Vitamin Plus thì cũng ngày 2 viên uống là cũng rất là tốt nhé, cũng có thể điều trị tốt được. Thế thì tất cả những cái thứ mà để điều trị hiện nay thì tôi tóm lại câu là để dự phòng nó là quan trọng hàng đầu, cái chống cái thoái hóa. Không may chúng ta đã bị thoái hóa rồi mà thoái hóa nhẹ thì chúng ta phải điều trị ngay từ đầu, có rất nhiều biện pháp để điều trị cho tốt nhé. Còn đến khi mà chúng ta đã nặng rồi, không may để những biến chứng, thì tất nhiên chúng ta lại phải bước lên một bước điều trị nó tốt hơn. Vâng nhé. Ạ. Vâng, rất là nhiều những cái bài thuốc và những cái tên thuốc mà bác sĩ Trần Đình Ngạn cũng vừa mới gợi ý cho quý vị thính giả. Tuy nhiên thì với mỗi một cái trường hợp bệnh và mức độ đau, mức độ tổn thương cột sống của chúng ta đến đâu thì các bác sĩ sẽ có một cái chỉ định phù hợp tới đó. Ví dụ như hai cái sản phẩm mà bác sĩ cũng vừa mới nói là Vitamin Plus đúng không ạ? Và Vững Cốt Vinh Da, thì những ai nên sử dụng hai cái sản phẩm này, và bác sĩ có thể hướng dẫn cách dùng để có thể phòng cải thiện thoái hóa cột sống cũng như là ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái biến chứng của bệnh không ạ? Và những cái biện pháp mà chúng ta cũng nên phối hợp thêm nữa để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thuốc cũng như là các loại thực phẩm chức năng ạ. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng những người nào mà nhất là đối phụ nữ mà sau mãn kinh, đối với các cụ ông mà 60 tuổi trở lên mà đêm nằm là thấy nó hơi đau mỏi hoặc buồn bực ở trong khớp hoặc ngồi lâu, thì cái thứ nhất là tôi nghĩ rằng nên đi khám bệnh. Đây là cái điều quan trọng nhất hàng đầu. Bây giờ cái y tế ta đã phát triển, nên đi khám bệnh để tìm hiểu xem xương cốt của mình có vấn đề gì không. Thế còn nếu không có thì cũng có thể dùng cái này, nó không có hại gì nhá, nhưng thì cũng là tốt, tức là cũng ngăn ngừa. Nếu là có thì ta uống tốt quá rồi. Nếu không có thì những cái người nào như MC hỏi, những người nào có thể uống được thì cái này nó không có quá liều, nó không có liều độc, thì có thể cứ ngày 2 viên nhá. Sáng 1 viên, trưa 1 viên, uống trước ăn. Đối với lại Vững Cốt Vinh Da ở những người, đấy, tôi nhắc lại ở những người có cái nguy cơ của cái loãng xương, như là tuổi cao này, rồi mãn kinh này nhá, hoặc là những người mà còi cọc lúc còn bé này, đấy, dinh dưỡng kém đấy, tức là còi xương dinh dưỡng từ bé đấy, thì dùng cái này là rất là tốt. Thế còn những người nào khi đã nó có đau đớn rồi này, mỏi cái tê bì chân tay buồn bã trong người này, thì thêm cái Vitamin Plus rất tốt. Đấy, rất tốt.
Thế và nói chung thì đối với những người già mà không có con cháu mà muốn lo lắng cho bố mẹ già thì uống cái này cũng tốt, hai cái thứ này. Dạ vâng ạ, có lẽ là cũng rất nhiều những cái thông tin mà chương trình ngày hôm nay cùng với sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn, Nguyên trưởng khoa tim thận khớp nội tiết, Nguyên Phó Giám đốc Quân y viện 103. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 phút đến 10h30 phút trên kênh chuyên biệt về sức khỏe RFM. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những kết nối từ phía quý vị thính giả đã đăng ký qua đường dây nóng 1900 6255. Xin mời bác sĩ sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ. Dạ vâng ạ, xin mời thính giả hãy giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Em bị thoái hóa cột sống lưng với thoái hóa cổ, mà em đang uống glucosamin với lại bổ sung vitamin D riêng ở ngoài á. Bây giờ xin bác sĩ tư vấn giùm là cho em có bổ sung thêm được cái gì nữa không ạ? Dạ vâng ạ, có lẽ cũng xin phép được hỏi vị thính giả là bao nhiêu tuổi ạ? 40 tuổi ạ. Dạ vâng, chị 40 tuổi cũng có những cái biểu hiện thoái hóa cột sống và đang dùng thuốc rồi, mời bác sĩ tư vấn ạ. Vâng. Thứ nhất là em tuổi 40 rồi, thế tôi xin lỗi tôi hỏi một câu là kinh nguyệt có đều không? Dạ có, đều bình thường. Có đều thế thì tốt rồi. Thế thì em đã dùng glucosamin và vitamin D. Thì như thế là cũng là rất tốt rồi đấy. Cái glucosamin ấy thì nó giúp cho mình làm bền vững các cái collagen, nó có các collagen nó làm cho mình làm bền vững các cái dây chằng, các cái cột cơ nhá, và những các cái tổn thương của khớp. Thế còn vitamin D thì nó giúp cho mình hấp thu canxi tốt, canxi tốt. Thế nhưng mà tôi khuyên rằng nếu mà em đã chắc chắn là có loãng xương rồi thì chỉ uống như thế này thì chưa đủ đâu nhá. Chưa đủ đâu thì phải thêm uống thêm cả canxi nữa nhá, canxi D, và phải uống thêm cả sinh tố K nhóm, trong nhóm MK7 nữa. Thế thì có thể tìm cái sản phẩm này đâu thì bác khuyên là cái người ta đã đóng sẵn cho mình rồi, nó đầy đủ tất cả những các cái dưỡng chất mà đối với người loãng xương cần thiết rồi, thì em có thể uống vững cốt vinh da 2 viên nhá. Cộng với lại cái glucosamin em đang uống rồi đấy, em có thể cộng thêm cái vững cốt vinh da, vì nó đủ sinh tố D cho em ở trong đấy rồi, và canxi cũng đủ đấy rồi, thì như thế là em đã phải đi mua canxi rời và những cái khác, thì em uống ngày 2 viên, sáng 1 viên, trưa 1 viên, uống trước ăn 30 phút với 1 cốc nước, là vì uống cái này như thế thì nó sẽ hấp thu tốt nhá. Rồi cho em hỏi nói đi. Em uống cái glucosamin lâu dài nó có ảnh hưởng gì không bác? Glucosamin thì nói chung tất cả các thuốc ấy thì người ta cũng khuyên mà dùng, tức là tất cả thứ này thì nó không có độc hại gì, thế nhưng mà cũng không nên uống lâu dài, vì tất cả những các bệnh mãn tính ấy, trên thế giới người ta đóng một cái hộp thuốc ấy thì là người thường đóng 28 viên nhá. Thế nhưng mà thực ra những các thuốc lâu dài, tức là uống một vài 3 tháng, thậm chí có thể uống tới 6 tháng cũng được, nhưng uống lâu dài quá thì không cũng không cần thiết nhá. Không cần thiết thì ta có thể thay đổi. Mình không bao lâu uống lại nữa bác ạ? Thế em có thể uống được 2-3 tháng, thì 3 tháng em uống lại đi cũng được nhá. Thế hoặc là em uống chung với vững cốt vinh da được em ạ. Hoặc là nếu em đã dùng vững cốt vinh da thì dùng vững cốt vinh da cộng với nó là được đấy, được không sao nhá. Dạ cảm ơn bác ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng nối máy với chương trình. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Alo ạ. Dạ alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả, mời chị giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Vâng ạ, em chào chương trình ạ, chào MC ạ. Dạ. Em chào giáo sư ạ. Vâng ạ, xin chào chị. Vâng ạ. Em tên là gì đây? Báo cáo bên này chương trình giáo sư là em tên là Thái ở Hà Đông. Vâng. Năm nay em 64 tuổi. Thế vừa rồi thì em có đi kiểm tra thì siêu âm thì là chụp ấy thì là đốt sống cổ thì thoái hóa là C3 C4, thế còn thoái hóa coi là đốt sống lưng và gai gót chân phải. Thế nhưng mà em thì bình thường cái này là em không lên mức độ coi là đau mỏi coi là gáy mới lại coi là đốt sống lưng nhiều đâu ạ. Vâng. Nói chung bởi vì em chỉ có nội trợ trong nhà cho nên là nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không đau. Vâng. Thế nhưng mà em thấy là em cứ hay bị coi là mỏi chân ạ. Vâng. Mỏi chân chứ không phải là đau trong khớp. Tôi hiểu rồi. Mỏi chân với lại lúc ngủ thì em cứ mỏi hai cánh tay ạ. Thì cách đây 2 hôm thì em có đi coi là em nghe chương trình nói bảo là suy van tĩnh mạch đấy. Đúng rồi. Thì em bảo hay là em bị suy van tĩnh mạch thì là em cũng đi coi là đi siêu âm van tĩnh mạch. Rồi. Thì là không thấy huyết khối coi là tĩnh mạch gì cả. Vâng. Và cũng không thể hiện coi là suy van tĩnh mạch. Rồi. Thế thì em hỏi chương trình này em mỏi thế là do bị làm sao ạ? Vâng, thế được rồi. Thế tôi hỏi cô, thế em có cao huyết áp không? Có uống thuốc hạ huyết áp không?
À, hiện nay em thì huyết áp của em không cao phải không? Thế được rồi, thế thôi tôi hỏi thế là biết rồi. Bởi vì có một cái loại thuốc huyết áp uống vào ấy thì nó làm cho cái chân nó nặng lên, đặc biệt là khi uống amlo nhá, thì đấy nó không uống cái thế thôi được rồi. Thế thì thực ra đấy thì cái mà người ta nói với cô là rất chuẩn đấy, đối với phụ nữ mà nặng chân lên nhất là vào buổi chiều nhiều ấy thì là phải nghĩ đến cái suy van tĩnh mạch đấy nhá. Thế thì cái điều đó là rất cần. Thế mà mình phải đi làm siêu âm Doppler mạch. Đấy, cái đó phải đi làm ở cái nơi nào có xung đột lơ mạch, xem có bị về giãn cái tĩnh mạch chi dưới hay không. Thế còn trước mắt ấy, thì em nghĩ, bác nghĩ rằng là cũng có thể cái đau mỏi chân này mà khi em đứng nhiều đấy nhá, em đứng nhiều đấy thì có thể là cái thoái hóa của các cái đốt sống thắt lưng nó đè vào dễ thần kinh đấy nhá, đè dễ thần kinh nó lên, nó tức mỏi dưới chân đấy, nó không đau nhưng mà có thể là tức mỏi đấy. Thì ngoài cái việc thuốc em đã dùng thì bác Nguyên khuyên em nên dùng Vindman Plus đi nhá. Vindman Plus thì uống 2 viên một ngày đi, vì cái trong đó nó có những các cái chất mà nó giúp cho mình điều chỉnh lại những các cái đau mỏi các cái dễ thần kinh. Và gác chân cao lên nhá, khi nào nằm thì nên gác chân cao nhá. Và thường thường là làm các cái động tác vỗ chân từ dưới bàn chân lên lên trên, tức là vỗ hai tay ép vào cái chân của mình ấy, thì như thế nó cũng làm cho cái máu trở về nó tốt, nó lưu thông tốt. Thế còn cái Vindman Plus thì nó có mấy cái tốt, một là nó có cái nó có các cái chondroitin, tức là có collagen, nó có cái vitamin để tăng cái dẫn truyền thần kinh, và nó có Ginkgo Biloba, và nó có cái blueberry, tức là tất cả cái đó nó làm chống gốc tự do và nó làm hoạt huyết là rất tốt nhá. Thì em có thể uống như thế, thử uống thử xem. Nhưng mà tôi thấy là một điều rất quan trọng đó là gác chân cao và vỗ từ dưới bàn chân trở lên đến đùi, mà cứ vỗ liên tục như thế thì là cũng là một cái biện pháp tốt để làm cho nó hết cái mỏi nhá. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em đi bộ nhiều em cũng thấy mỏi ạ. Đúng rồi, thế được coi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác. Cảm ơn giáo sư ạ. Vâng. Qua phần trao đổi của vị thính giả vừa rồi thì Nguyên thấy là bác cũng rất là thường xuyên theo dõi các chương trình trên kênh Joy FM, cũng đã tự lắng nghe cơ thể mình và đối chiếu với những cái thông tin mà các bác sĩ tư vấn để có được những cái phán đoán và đi thăm khám kiểm tra kịp thời. Cũng hy vọng những lời khuyên từ phía chuyên gia của chương trình ngày hôm nay sẽ giúp bác cải thiện được những cái triệu chứng đau mỏi khó chịu ở chân trong nhiều ngày qua. Và tạm biệt với vị thính giả vừa rồi thì chúng tôi sẽ đến ngay với cuộc điện thoại tiếp theo thông qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào giáo sư Trần Bình ạ. Vâng ạ, xin chào chị. Vâng. Tôi năm nay 48 tuổi ạ. Dạ vâng. Như tôi ở quận 2 Bà Trưng. Dạ vâng ạ. Chị thân mến ạ, chị có thể vui lòng nói to hơn một chút được không ạ? Vâng, chị Như ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, thì đã nghe rõ chưa ạ? Dạ vâng ạ, mời chị ạ. Vâng. Vâng. Năm 2015 là tôi bị cái bệnh bị đệm đệm và bào bạch mai chiếu chụp và đã được biết là bị thoát L4, L5 ạ. Trong cái quá trình năm 2015 và 2016 là điều trị rất nhiều nơi, bệnh viện Y học cổ truyền là bệnh viện Bạch Mai, và đến cuối năm 2016 nó cũng có ổn, nhưng mà lại đến sát Tết thì nó buốt nhiều lắm ạ. Thế xong mà đến hôm mùng 10 tháng riêng năm 2017 là có đi vào bệnh viện Y học cổ truyền uống lại thuốc thì nó cũng giảm khá nhiều ạ. Wow. Nhưng mà trong 3 cái ngày vừa rồi là tôi có đi vào trong kinh đi cầu, đến sáng hôm qua thì đi về đến nhà, nhưng mà lúc qua sáng thì nó không được gì, đến khoảng 9 giờ thì nó lại tự nhiên nó lại đau ngay ở cái chỗ xương cụt ấy. Wow. Đến bây giờ là cúi xuống không thể cúi được. Wow. Bác sĩ ạ. Wow. Bác sĩ làm ơn tư vấn giúp mà nên phải làm như thế nào ạ? Vâng. Hiện bây giờ là đang rất là đau ạ. Vâng. Thì trước hết là chẩn đoán của chị là chắc là đã rõ rồi. Năm nay 48 tuổi mà đau nhiều. Đấy. Lần mà đã vào các bệnh viện của trung ương như Bạch Mai đấy, người ta đã chẩn đoán là có cái thoái hóa rồi, có phải không ạ? Thoát vị ạ. Vâng, có cái thoát vị rồi. Vâng. Có thoát vị nhưng mà chắc là cái thoát vị trong bao thôi, cho nên là nó cũng chưa có các cái dấu hiệu, nó cứ từng đợt một như thế thôi. Thế thì cái thoát vị là nó là như vậy đấy, tức là nó thường thường là nó uống thuốc vào nó đỡ, nó mềm cơ từ nó lại về lại cái vị trí của nó, nhưng mà nó không về lại đúng được cái vị trí, cái để nó về vị trí cũ của nó được thì nó lại bị chèn ép, thì nó lại thỉnh thoảng do một cái cơ may nào đó mà mình sơ suất, ví dụ mình trái cái tư thế một tí từ đâu. Thế còn ngày hôm qua mà đã ngồi trên tàu mà nó chạy
xuất từ ngoài Hà Nội vào đến tận trong Vinh với một cái thời gian dài như thế thì cũng có thể đấy là một cái nguyên cớ nhá, cái rung sóc nó làm cho mình đau. Thế thì đau cái dùng xương cụt thì đúng thôi. Thế thì tôi chỉ khuyên một điều mà đấy là cái đau dễ thần kinh đấy, nó lan xuống đấy. Thế thì bây giờ có thể làm mấy cái việc này nhá, để cho nó giải quyết cái tạm thời cái hết đau đó này nhá. Thì thứ nhất là em có thể uống thuốc chống viêm giảm đau. Nếu em không đau dạ dày nhá, thì em ra em mua cái Celebrex nhá, Celebrex, C E L E R E B Celebrex. Dạ vâng ạ. Nhá, Celebrex. Thế thì em có thể 200 mg, em mua lấy được khoảng 10 viên. Thế thì tối em uống một viên. Thế uống viên cái này thì để nó làm cái chống viêm và cái giảm đau. Thế và em uống thêm cái các loại, nếu như ở trong ấy không có thì em có thể mua vitamin 3B, tức là B1, B6, B12. Hôm qua em đi Vinh từ Vinh ra Hà Nội ạ. Hà Nội có thì em mua tiệm, nếu từ Hà Nội ra thì em thì tốt quá rồi, Hà Nội thì có nhiều cái em có thể mua được nha. Mua Celebrex hoặc là viêm mua Mobic cũng được nhá. Đây là hai cái thuốc để nó giảm đau ngay này. Thế cái thứ ba là em uống Vindaman Plus đi nhá. Vindaman Plus. Viết là như nào ạ? V-I-N-D-E-R-M-E-N L-U-X-C nhá. Thế thì em mua lấy đồ khoảng, cứ tạm thời mua được khoảng 2 hộp đi. Thế xong là cứ sáng uống 1 viên, trưa uống 1 viên nhá, uống sau ăn nhá, xong sau ăn. Thế thì đây cái thứ ba là em mua một cái loại thuốc bôi nhá. Em mua luôn cái thuốc bôi, tức là con có thể ghi là Voltaren Gen. Đấy, thuốc bôi ạ. Vâng, cái thuốc bôi Voltaren vào cái chỗ đau ấy, chỗ hiện nay đang đau đấy. Dạ vâng. Nhá. Dạ, vâng ạ. Voltaren Gen. Thế thì đây là những các thuốc là giải quyết cái tạm đau cho em đi đã. Dạ, nhá. Thế còn sau đó thì em nên đến bệnh viện hoặc là đến cái chỗ phòng khám hoặc là các bác sĩ đã từng theo dõi cho em về thoát vị với lại về lưng xương rồi thì em chữa theo cái phác đơn của họ. Nhá. Nhất là bệnh viện Bạch Mai thì người ta cũng kê là được, có thể là người ta nắm sát cái thời sự và các thuốc men người ta kê đúng đấy. Nhá, cứ thế mà uống thôi. Nha. Thế em hỏi thêm một chút là em thường thường là em cứ hay ngâm cái cây rau lá lốt ấy. Vâng. Nhưng mà có người lại nói là cái gừng thì rất là tốt mà mấy dịp thì em ngày nào em cũng ngâm cái gừng đấy, thì cái gừng đấy thì ngâm cứ ngâm dài dài và ngày nào cũng ngâm thì có tốt không? Từ thế trừ nếu mà không cao huyết áp thì tốt, thì chả có vấn đề gì cả. Nếu dạ em không cao huyết áp, em có điều kiện em ngâm thì tốt, chứ không không ảnh hưởng gì nhé. Một cái thuốc rất kinh điển mà. Nhá, nó không có hại gì đâu em ạ. Nhá, nhưng mà nhớ cái nhiệt độ đưa chân vào nó phải vừa, không có bỏng chân. Dạ vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ và những câu hỏi của vị thính giả thì đều được bác sĩ giải đáp rất là thấu đáo rồi. Những cái biện pháp, những cái loại thuốc có thể giúp cho thính giả giảm đau một cách nhanh chóng. Nhưng mà lưu ý là đây cũng không phải là những cái phương thuốc có thể điều trị được triệt để nguyên nhân tận gốc đâu ạ. Mà chị nhất định sẽ phải quay trở lại gặp gỡ các bác sĩ chuyên khoa để được nhận được những cái chỉ định đúng và những cái loại thuốc đúng, điều trị trúng đích. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo thông qua tổng đài 1900 6255. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe ạ. Vâng, alo, chào chị ạ. Dạ vâng ạ, mời thính giả hãy giới thiệu và đặt câu hỏi cùng chương trình ạ. Vâng, em tên là Minh ở Hà Nội. Dạ vâng. Vâng ạ, tôi nghe đây rồi ạ. Vâng, bác sĩ cho em hỏi là cách đây tầm từ Tết và em thỉnh thoảng đau mỏi cổ, nhưng mà đến một tuần nay thì nó đau nhiều. Vâng. Bây giờ nó vẫn đau mà nó mang ra bả vai rồi. Vâng. Bác sĩ cho em hỏi. Vâng. Có phải là hiện tượng đau cột sống và cách điều trị như thế nào? Vâng. Vâng. Của chị đau mỏi cổ vai và đau đau nó lan ra cả vai rồi, đau nhiều lần như thế này. Vâng, vâng. Thế tôi hỏi chị bây giờ chị có chóng mặt không? Dạ, có bao giờ chóng mặt không? Hả? Có. Ngồi xuống đứng dậy hơi chóng mặt, lao đau một tí hả? Có chóng mặt. Vâng. Vâng. Vâng, thế thì về lâm sàng đấy, tức là về các cái triệu chứng mà chị kể đấy thì rất nhiều khả năng với cái tuổi của chị là chị bị thoái hóa đốt sống cổ đấy nhá. Thế nhưng mà về chẩn đoán ra thật là chuẩn xác thì tôi khuyên chị nên đi chụp một cách rất đơn giản thôi nhá, nên đi chụp cái cột sống cổ thẳng với check đấy. Các cái phòng khám bây giờ của các phòng khám các cái bệnh viện của Hà Nội là người ta đều có X quang đấy, mà bây giờ X quang kỹ thuật số chụp rất là nhanh, lấy ngay như là lấy cái ảnh chụp chứng minh thư mà lại chả ảnh hưởng gì đến, không có hại gì về tia cả nhá. Thì người ta ra ngay vấn đề mà, tức là chị có bị có cái thoái hóa của sống cổ đấy. Thế còn thuốc uống ấy thì bây giờ tôi khuyên chị bây giờ chị uống cái gì cho đỡ đau nhá. Chị có đau dạ dày không? Em
Có. Có đau dạ dày thì phải cẩn thận rồi đấy. Đau dạ dày là hơi rắc rối một tí. Thôi nhưng cũng không sao. Thế thì chị có thể ra cái cửa hàng thuốc đây tôi đang nói đây, chị cứ ghi cho cẩn thận thì ra nói với cái cô bán thuốc chứ. Về nguyên tắc mà nói phải đi khám bệnh, phải kê đơn nhá. Chứ còn nói qua cái này thì, nhưng mà thôi vì tôi có trách có nhiệm của tôi là tôi là chuyên môn rồi thì yên tâm là đúng rồi, cứ nói bảo là thì chị mua cái đơn giản nhất là đau đang đau thì chị mua efferengen codeine. Efferengen codeine là cái viên sủi đấy nhá. Efferengen codeine thì cái gói của nó là 4 viên thì chị cứ mua tạm lấy 4 viên hoặc là mua hai gói là 8 viên nhá. Thế về thì là như thế là chị lấy một viên chị pha vào một cái cốc nước trắng để cho nó tan hết đi. Thế rồi chị ăn một chút xíu gì đấy chị uống cái viên thuốc vào. Thì đấy là một cái để nó làm giảm đau này nhá. Cái thứ hai là chị nên mua một cái các cái thuốc như là Tanacan. Tanacan đấy 40 mg, cứ tạm thời mua được 40 viên đi nhá. Thế sáng một viên, trưa hai viên để uống sau ăn. Đây là cái này là tăng cái hoạt huyết lên não nhá. Đấy, cái trên kia là giảm đau. Thế còn để chống cái thoái hóa thì chị có thể uống cái thuốc gọi là các cái chất mà trong nó metic glucotin. Metic glucotin là trong nó có hai cái chất đấy, có chondroitin là cái mà để nó để làm các cái tăng cái dịch khớp và có glucosamine là đấy để mà nó hàn gắn những các cái tổn thương collagen xung quanh các cơ. Thế cứ tạm thời uống như thế đi nhá. Ba cái thứ đó thì là tôi chắc là chị sẽ đỡ được cái đau và nên đi đến chỗ hả? Em hỏi là cái tuyến viện là cũng chụp được ra gì hả? Em hỏi là cái bệnh viện tuyến huyện là họ chụp ra được à? Huyện thì thường chụp là được đấy, chụp là được, huyện là có máy để chụp được đấy. Vâng, vâng, vâng. Nhá. Thế còn... em hỏi thêm là hai thằng cu con nhà em nó cứ tệ nhảy nhiều hay là nó dạ dày nó cứ đau ở chỗ khớp ở mắt cá chân mày đầu gối là cứ phải tối là xoa cho nó một lúc. Ui rồi ôi thế à? Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 3 tuổi, cháu 6 tuổi. Ôi, 3 tuổi với 6 tuổi thì phải chú ý đấy, phải chú ý đấy. Nhá, cái sợ nhất nó có sưng đỏ lên không? Không, nó vẫn bình thường. Nó vẫn bình thường. Thế thì tôi chỉ muốn nói như thế này. Tức là cái đứa trẻ ấy, mà không may nó đau khớp ấy, nhất là các khớp như là khớp cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp gối là cái đầu tiên ta sợ nhất là cái thấp tim. Tất nhiên nước ta bây giờ dần dần mà cái thấp tim nó nguy hiểm cho nó đau khớp thì nó lại ảnh hưởng đến tim. Thế nếu nó đau khớp như thế thì nên bây giờ các cái lớp mà các cô giáo giữ trẻ trong công lập đấy thì tôi thấy người ta đều có trình độ được học một ít về cái y tế rồi đấy thì nên đưa cháu đi khám bác sĩ. Đây là cái điều tôi khuyên như thế, đây là điều đầu tiên. Thế hả? Cháu lớn nhà em 6 tuổi năm ngoái cho nên bệnh viện đại học y khám xét nghiệm nhất họ bác sĩ bố không bị làm sao rồi. Thế thì cho nó uống thuốc của bác sĩ bên người ta kê đi. Bây giờ cho trẻ con mà okay, nói từ qua với tuyến này là có hả? Thế thì phải cho nó uống, tức là nó có một cái loại, tức là nó thiếu canxi mà do cái quá trình phát triển của nó, cái nhu cầu nó cần mà nó lại không cung cấp đầy đủ, hả chứ? Và nó phải có canxi và sinh tố D. Thế thì tôi khuyên nhé, tôi khuyên là nên gặp bác sĩ, đây là điều quan trọng nhất đấy. Bây giờ bác sĩ nhiều mà ở chỗ nào người ta cũng có các cái phòng khám hết đấy. Ở trong phường xã giờ cũng có các cái phòng khám mà thì người ta có trình độ. Thì khám với trẻ con là phải cẩn thận lắm. Thế còn về đời sống hàng ngày thì chị vẫn có thể cho cháu uống sữa này nhá. Và đặc biệt là có thể dùng Viptin. Bây giờ ngoài thị trường nó có một cái sản phẩm cho trẻ con uống Viptin loại gói đấy nhá. Thì cũng là rất tốt, đầy đủ. Nó có canxi, nó có sinh tố D, nó có sinh tố K, có DNA, vân vân. Thì cái đó cũng rất tốt. Thì cũng có thể mua cho cháu uống cái loại thuốc bột, thuốc gói mà. Thì có thể cho nó ăn nhăn cốm cũng được nhá. Thì người ta có bán thời gian bao lâu nhỉ bác sĩ? Ôi cái Viptin thì có thể uống kéo dài rồi không sao đâu nhá, vì nó cũng như là một cái thực phẩm chức năng để làm cho nó bồi bổ canxi mà chính cái đó có thể làm nó lớn lên đấy, nó cao lên đấy nhá, cái đó rất cần đấy. Hiện nay người ta đang nằm trong cái chương trình để phát triển để làm sao cho những đứa trẻ của chúng ta nó phát triển chiều cao ngang tầm thế giới đấy nhá. Cái đó dạ vâng. có thể mua được đấy nhá. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của vị thính giả và chúng tôi cũng rất hy vọng là vị thính giả còn nhiều những cái lo lắng, đặc biệt là cho hai bé 3 tuổi và 6 tuổi nữa thì cũng nên đưa các bé đi kiểm tra định kỳ thường xuyên để xem là có những cái vấn đề hay là trục trặc gì hay không, thì chúng ta sẽ có những cái loại thuốc phù hợp nhất để hỗ trợ điều trị cho các bé. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đang đi đến những phút cuối rồi ạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp một câu hỏi của một vị thính giả đã gọi điện tới tổng đài 19006255. Alo ạ. Vâng ạ, alo. Dạ vâng ạ, xin mời thính giả có thể giới thiệu và nhanh chóng đặt câu hỏi của mình ạ. Vâng, em tên là Hải ở Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội ạ. Vâng. Dạ vâng, xin chào. Em muốn gặp bác sĩ, em hỏi vâng, một câu vâng đề ạ. Vâng. Vâng ạ, xin chào ạ. Vâng. Chào bác ạ. Vâng.
Anh nói đi ạ. Chào bác ạ, em thì cái vấn đề của em là vấn đề là nó bị cách năm ngoái em mới chụp thì nó bảo là thoát vị đĩa đệm. Vâng. Ở phần lưng. Vâng. Vâng. Nhưng mà hiện tượng thì em bị cái phần đau lưng này nó phải là gần 20 năm nay rồi, năm 40. Vâng. Vâng. Thì cũng là đi châm cứu rồi làm đủ mọi thứ rồi nhưng mà nó vẫn không thấy thuyên giảm. Vâng. Chân thì cứ tê, tối ngủ cứ phải gác chân cao rồi ngâm nước muối đủ các thứ. Vâng. Nhưng vẫn không thấy nó hiệu quả nhiều lắm. Vâng. Thì em hỏi bác sĩ xem lên tư vấn cho em dùng những phương pháp gì. Vâng, thế bây giờ tôi nói nha, vì anh cũng đi chữa nhiều nơi rồi thì tôi chỉ nói với anh như thế này. Tức là một cái thoát vị đĩa đệm cột sống lưng mà bây giờ nó đau, nó tê ở dưới chân, tức là nó cũng là mà từng đợt nó cũng nên cần phải được quan tâm đấy. Thế thì cái việc thứ nhất đây là phải uống thuốc giảm đau. Vâng. Chống viêm giảm đau no stress, tức là anh có thể uống Mobix hoặc là uống Celebrex nhá, hoặc là uống các loại meloxicam đấy, MK7 MC7 đấy nhá. Đấy, tức là đều có thể được. Thế đấy là một việc này. Cái thứ hai tức là uống các cái thuốc mà có collagen, ví dụ như là Golsamin hay Glucosamin hoặc là Metic-Glucotin. Đấy là làm cho nó bền vững cái tổ chức ấy lại nhá. Cái thứ ba tức là phải kéo giãn cái cột sống ấy ra. Tức là kéo giãn cột sống bằng cái gì? Một là mình có thể tự kéo ở trong nhà nhà mình bằng cái việc mình đu trên cái xà đơn ấy nhá, kéo đứng trên cái ghế nhá, đừng có nhảy, thanh niên nó nhảy lên nhảy xuống để nó đu. Thế còn mình thì không thể nhảy lên nhảy xuống được, thì mình đứng trên cái ghế, mình đu trên cái xà ngang, mình lấy cái trọng lượng của mình để nó kéo giãn cái cột sống ấy ra nhá. Thế đây là một cái cách. Thế còn nữa là bơi nước ấm thì cũng là một cái cách để nó làm cho giãn cái cột sống lưng ra nhá. Thế rồi bây giờ nó có cái đai thông minh. Những cái đai thông minh là trong đó cái đai thông minh của Nam Triều Tiên nó bán ở Hà Nội nó có đấy nhá, hoặc là của Nam Triều Tiên nó bán đấy, của Korea đấy, thì là cái đai thông minh này trong ấy là nó có nam châm, nó có từ, và đồng thời nó có một cái tay bóp, có cái bơm bóp cho nó căng ra, và khi nó căng ra thì nó kéo giãn ra được khoảng 12 cm, nó giãn ra 12 cm. Thế và như thế thì nó sẽ làm cho cái cột sống của mình có thể giãn ra được. Thì đấy là và tôi khuyên đấy, tức là tóm lại uống thuốc giảm đau, chống viêm, mềm cơ và kéo giãn cái cột sống lưng. Thế kéo giãn cột sống lưng đấy là làm ở nhà, thế còn tốt nhất là nên vào bệnh viện. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng đồng hành cùng với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng của chúng tôi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên trưởng khoa tim thận khớp nội tiết, nguyên phó giám đốc quân y viện 103, và cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259, hoặc gửi câu hỏi về hòm thư điện tử khoe đẹp@bacsitivan.vn. Vững Cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.